Ok, xin hello anh em nha anh em. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với một trận đấu thiên tử giữa hai băng hội Hồng Hưng và băng hội Ma Giáo tại server Thành Đô nha anh em. Tại vì tuần trước là hai băng hội Hồng Hưng và Ma Giáo là mỗi bên là anh một thành Biện Kinh và một anh một thành là Mang. Đó, anh em thấy trong cái bản đồ này là Hồng Hưng anh Biện Kinh và Ma Giáo anh Lâm An. Và hôm nay như theo tình hình mình biết được đó là hôm nay hai băng hội có thể là đánh cược kèo lên 1.000 kim ngân bảo đó anh em. Nên là mình mong rằng anh em đang xem cái clip này thì đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ hai băng hội nha anh em. Nói chung là kèo thì cũng 1k kim thì cũng khá là ổn định rồi, tại vì server mới thôi. Chắc chắn là sau này sẽ có cái kèo hấp dẫn hơn cho anh em xem. Nên là trước mắt thì cái kèo của anh em thì mới chỉ khoảng hơn 1k kim ngân bảo thôi. Ok anh em đợi mình chút nha. Mình chia sẻ một tí đã. Vì server mới thôi, chắc chắn là sau này sẽ có cái kèo thơm nữa anh em. Chung thì giờ bây giờ hai băng hội chỉ mới cược kèo khoảng hơn 1k thôi. Hello Bob, hello Ngô Đình, Ngô Thanh Tâm. Hello Ngô Đình Huy. Ok, hello anh em nha. Anh em đang xem thì đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ nha anh em. Mình sẽ vào bên trong đây. Ai da, chắc là mình quên đem tiền, anh em được chút. Chào Nguyễn David nha. Bao giờ có server mới hả? Mình cũng không rõ nữa. Bạn có thể PM vào fanpage nha. Rồi có adder sẽ trả lời cho bạn nha. Còn cái vụ đó thì mình bó tay chấm cơm luôn á. Anh em đợi chút, mình cho nó lên tiếng nhạc cho nó nghe hấp dẫn. Mình là hiện tại mình đang có lệnh bài bên phía kim nha anh em. Mình sẽ vào phía kim. Mình sẽ đứng đây một tí nha anh em, cho nó bắt từ cái đã. Hiện tại hai bên đang tập trung vào chiến trường. Trận đấu hôm nay là trận đấu thiên tử đầu tiên tại server Biện Kinh. Chắc chắn với anh em rằng là sẽ có một trận đấu hay cho anh em xem. Cái nhạc nó hơi lớn một tí, mình chỉnh cho nó vừa rồi đã. Thời gian chỉ còn 4 phút nữa thôi. Hai bên thì có vẻ như là gần đủ người rồi. Mình thấy là 53 người rồi. Mỗi bên hình như là 60 thì phải. Mình đang núp lùm cho đây anh em. Anh em đợi mình chút nha. Hello Lực Nguyễn nha. Hello Vũ Nguyễn. Hello anh em. Anh em đang xem thì ủng hộ cho mình và Lâm Zit VN 1 like 11 chia sẻ nha anh em. Hôm nay mình mặc cái mũng này to quá. Nhưng mà không sao. Anh em đang vào thôi. Trận đấu chỉ còn 4 phút là sẽ bắt đầu nha anh em. 4 phút là sẽ bắt đầu nha. Mình đứng đợi chỗ này một tí đi, mình ra giữa trận giữa chiến trường mình đứng thử. Sao bên này cũng được mình ta. Quái nhờ. Sao mốt được cái mặt nạ này. Tóc ngáo 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 đúng rồi. Các kiểu tóc ngang nó ngáo ngáo nhìn lú vãi trướng. Hello Lâm Trần nha, hello bạn. Ok anh em. Cũng hôm trước thì như anh em đã biết thì server Thành Đô
Thì thứ sáu tuần vừa rồi thì mình có livestream công thành chiến ở server Thành Đô. Thì ban hội Hồng Hưng đã chiếm được Biện Kinh, và ban hội Ma Giáo của anh em thì chiếm được Lâm An. Thì chắc chắn hôm nay thì thiên tử thì hai ban hội Hồng Hưng và Ma Giáo thôi anh em. Chào Hữu Duy nha. Tóc đầu khắc, đúng rồi, đúng rồi, cái này là tóc đầu khắc ấy. Anh em thanh niên gọi là đầu khắc ấy. Cố lên anh em ạ. Ok. Anh em nào sao mình lại bị máu vàng nhỉ? Chắc nó hơi bị trục chặt tí rồi, tí nữa nó sẽ hết thôi anh em. Giờ mình dặm bô là mình chết luôn á. Tại vì mình đổi máu rồi mà nó vẫn bị. Anh em đợi mình chút. Mình sẽ tìm cách khác mình qua. Hiện tại để coi có quân nhu không. Không có rồi. Mình phải núp lùm bệnh này một tí nè. Anh em đợi chút nha. Giờ mà mình ra là mình chết á. Tại vì mình livestream cái thiên tử này nhiều lần ấy, mình cũng đợi. Giờ mà mình ra một cái là mình chết. Cứ bình tĩnh thôi. Đợi 2 phút hoặc 3 phút trở lên thì mình mới bất tử được. Đúng rồi, chào Nguyễn Hoàng nha. Chào Sĩ Ca. Chào Gia Bảo, Trần Phước. Chào Quang Nhóc. Hello anh em nha. Anh em đợi mình chút nha. Anh em đang rảnh tay thì có thể cho một like và một chia sẻ cho anh em. Hiện tại mình chỉ núp lùm một tí thôi anh em. Trận đấu còn 1 phút nữa. Anh em cho mình núp lùm 3 phút nha. Mình núp lùm 3 phút thì mình sẽ bất tử thôi. Tại vì trận đấu nó chưa bắt đầu á. Nên là giờ mình ra một cái là mình dặm bô là mình chết. Nên là anh em cho mình núp lùm 3 phút đầu đi. Cho mình núp 3 phút nha anh em. Giờ từ từ cứ bình tĩnh. Chứ giờ mà ra là mình bị chết, cứ bình tĩnh thôi. Cái ạch này nó bị cái vấn đề đó nên là mình cũng biết nó như vậy thôi. Hello Thái Vũ, hello Duy Vũ nha. Hello anh em nha. Hello Tài Phạm. Anh em đang xem thì đừng quên trở lại một like và một chia sẻ ủng hộ Võ Lâm Dí VN và cũng như ủng hộ mình nha mọi người. Anh em like nhiệt tình đi anh em ơi. Hôm nay thì cũng thứ hai đầu tuần thôi, cũng không có gì hơn, chúc anh em một ngày một buổi tối bên gia đình thật vui vẻ nha anh em. Làm nói chung cuộc sống mà chúng ta ban ngày thì làm việc, chiều tối về thì giải trí giờ lâm tí cũng được, nên là rảnh rỗi thì cứ lên chơi nha anh em, xem livestream rồi ủng hộ like share các kiểu con đà điểu là được rồi. Hồng Hưng vô địch là anh mày quý tộc hả? Hiện tại mình chưa ra được, anh em cứ bình tĩnh nha, chờ khoảng một tí nữa thôi. Tí nữa mình sẽ di chuyển được. Giờ mà mình di chuyển ra là mình bị chết. Anh em cứ bình tĩnh thôi. Rồi, có vẻ như giờ để mình thử lại một lần nữa. Ấy à, thấy, anh em thấy không? Thấy không? Chính độc, chấp bà rồi, thấy chưa? Rồi, một lần rồi. Chắc lần sau không sao đâu, lần này chắc ok này. Tại vì thường thường nó bị như thế, khoảng một lần là hết. Anh em đợi mình tí nha, khoảng 5-8 phút thì mình sẽ ra. 5-8 phút thì mình mới ra là mình mới không chết được. Ma Giáo hiếp bọn Hồng Hưng hả? Anh em thì ủng hộ hai ban hội thì anh em cứ comment lên cho vui anh em. Hiện tại bây giờ mình chưa ra được, anh em cứ bình tĩnh thôi. Rồi giờ mình ra này. Rồi giờ có vẻ là ổn định rồi. Ôi, vẫn bị chơi. Lạ nhỉ. Phải đợi thêm 1 phút nữa thôi, 1 phút nữa. Nhận Ma Giáo 5k vàng hả? Không có, ạc nó đang bị chút vấn đề thôi. Anh em cứ bình tĩnh, mới một lần thôi mà. Mình đang chỉnh cái chỗ này xong thôi mình mới ra được. Thường là nó vậy á, thiên tử nó hay bị lắm nè anh em.
Anh em nào mà thường xuyên có xem livestream thiên tử giữa các bang hội server khác cũng vậy. Mình phải đợi hai bang hội giao tranh khoảng tầm 3 phút hay 4 phút thì mình mới ra được. Hiện tại mới 2 phút thôi, mình chưa ra được. Giờ mình ra là mình dở bị fix điểm lắm. Nên là mấy công anh em chửi nữa khổ. Anh em cứ bình tĩnh. Cái lỗi này nó cũng hay bị nhiều á. Ok ok. Thường thì mình cảm thấy như tầm 2-3 phút trở lên thì nó mới bất tử được. Nên AGM nó hay bị vậy lắm. Để mình coi mình chỉnh bất tử đâu đó là mình mới ra được. Không, thấy máu vàng không? Mấy bên kia máu vàng là đánh được mình đó anh em. Ôi chết, giờ chết lắm à. Ôi anh đọc rồi. What the hell? Wow, anh đọc xém chết. Vẫn bị rồi. Máu GM mà vẫn bị chết rồi, anh em đợi tí. Thường là nó phải đợi một tí nữa nó mới được rồi cơ. Vẫn bị mà. Hiện tại anh em thấy mà máu vàng trên đầu của các thành viên di chuyển là có thể đánh được mình. Mình hiện tại đang máu GM nhưng mà mình vẫn bị. Anh em đợi mình chút. Các thiên tử nó hay bị cái chỗ này lắm. Đợi chút, ra đi. Mình vào lại thôi. Tới đây nè. Ai bên này lạc phụ của mình thôi. Anh em đợi mình chút nha.
Bên này đến số 7, bên kia số 3 luôn. Ok, bây giờ mình sẽ qua khu vực bên phê tống. Cái bên kia nó bị vấn đề rồi. Cái tình trạng thiên tử nó hay bị nên anh em thông cảm nha anh em. Cái này cũng ngoài ý muốn thôi, chả ai muốn cả. Mình sẽ đổi máu mình chạy ra cái đó. Để mình xem thử cái bị không, vẫn bị này. Thấy chưa, sao mà không bị được. Đấy, hình như là được rồi này. Phải một thời gian sau mới được. Thời gian sau nó mới được. Rồi ok anh em. Hiện tại bây giờ thì mình ra hơi chậm chớ một tí. Ủa sao giật vậy? Hiện tại bây giờ hai bạn hỏi vẫn đang giữa khu vực chiến trường Hoàng Sa Lâm nha anh em. Mình xin lỗi anh em một vài phút vừa qua. Mình có một chục chặt với cái GM01 một tí. Bây giờ thì mình mới vào ạc mới thì ok rồi. Hiện tại trước mắt mình thấy để mình coi cái số điểm thử lúc nãy 10 phút thì ban hội nào đang giành chiến thắng đây. Mình không dám ra tại vì mình ra là mình sợ chết đó anh em. Chết rồi lại bị mất điểm cho các ban hội khác thì mình dở bị lắm. Nên là mình không dám ra. Mình coi thử số điểm bao nhiêu rồi. Hiện tại mình thấy thì bên Tống 29k điểm và bên Kim 32k điểm. Con số chênh lệch nhau thì khoảng 3k điểm thôi. Thì
phe hiện tại phe Mai Giáo đang thua khoảng 3 ca điểm thôi. Thì có lẽ thì chưa có gì xảy ra đâu, chỉ có 10 phút thôi. Trận đấu chúng ta còn 50 phút nữa lận. Liệu Ban Hội nào sẽ giành chiến thắng đây? Trước mắt tình hình thì mình thấy Ban Hội Mai Giáo đang đánh cái lối đó là đánh rồi cố thủ thôi, không công. Hiện tại Mai Giáo đang thủ ngay khu vực giữa bản đồ khá là đông. Còn phe bên Kim là phe Hồng, Ban Hội Hồng Hưng đang cố gắng thủ ngay cái gần cổng chính của mình. Gần cổng chính của mình anh em. Ngay của cái gốc cây số 3 đây. Mình xem thử anh em. Wow, bồn quá trời. Ngay bên phía phe Ban Hội ở cái gốc cây số 3 đây. Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ hai Ban Hội nha anh em. Ban Hội Hồng Hưng vẫn đang cố gắng thủ ngay cái góc của mình. Và Ban Hội Mai Giáo cũng vậy. Ban Hội Mai Giáo thì đại là cái góc cây thứ nhất rồi. Hai bên đang chạm trán tại khu vực này. Ủa hình như có vẻ nhìn lực Hồng Hưng sao mà trên bản đồ ít vậy ta. Lại rút về. Ban Mai Giáo đánh vài tuần lại rút về, như là dụ vào bàn bom thì phải. Dụ phe Hội Hồng Hưng vào bàn bom thì phải. Chào Leon Trần nha, mình là người Gia Lai nha bạn. Ok hết rồi, thì bây giờ mình mới dám ra thôi, lúc nãy giờ mình không dám ra. Mình ra thì nó rất là dễ bị chết, mà bị chết thì lại bị mất điểm nên là mình không dám ra từ đầu. Anh em thông cảm. Hiện tại bây giờ thì nó đã lại trở lại bình thường thôi. Nên là mình có thể tiếp tục ra xem cho anh em. Ban Hội Mai Giáo thì đánh cái chiến thuật đó là đánh rồi rút về cái khu vực thôi, không công nhiều. Hồng Hưng cũng vậy mà, hiện tại bây giờ Hồng Hưng đang gác khoảng 3 ca điểm rồi. Liệu Mai Giáo có tấn công hay không? Bạn Hồng Hưng đang đứng tập trung khá là lẻ tẻ. Có vẻ như là một số bạn đường môn đang di chuyển xung quanh đội hình chính của mình và đặt những quả bom lọn hồng kích ra thì phải. Đúng rồi, lọn hồng kích đặt khá là nhiều. Bên đội của Ban Hội Hồng Hưng mình thấy lọn hồng kích những đường môn bom khá là nhiều. Wow, 60 ạc mà theo mình nhìn thấy trên bản đồ thì có vẻ hình như đường bông bom đã khoảng 20 ạc rồi. 20 ạc đường bông bom rồi. Các Ban Hội Hồng Hưng đang rút về cái gốc cây số 4. Đang cố thủ cho đội hình của mình. Một số ạc đang cố gắng dụ đam từ phía Mai Giáo lên thì phải. Đây. Đấy. Mai Giáo không biết cái lên này không này, bồn quá trời, dặm bom rồi. Mai Giáo đang ùa vào khá là mạnh. Hồng Hưng lại rút về rồi. Rút về sau cái cây số 4 của mình rồi. Wow, có vẻ Mai Giáo rất là khí thế luôn anh em. Đẩy liên tục. Lại rút về. Sợ anh bom lại rút về rồi. Họ di chuyển khá là ok, di chuyển một lối chạy xe nó khá là ổn định, không có lẻ. Wow, ngon rồi. Mình thấy số điểm giữa hai Ban Hội đó là 40k và 40k. Mai Giáo đã gỡ được khoảng 3 cái điểm rồi. Hiện tại hai bên đang cân bằng số điểm của nhau. Trận này quá hay luôn. Liệu Ban Hội nào sẽ giành chiến thắng đây? Trận đấu chúng ta chỉ mới diễn ra khoảng 15 phút thôi anh em. 15 phút thôi, chúng ta còn 44 phút nữa. Và trên cái bảng ship trên bảng xếp hạng 10 cao thủ thì mình thấy lực lượng bên phe Kim là Ban Hội Hồng Hưng đứng top khá là nhiều. Và bên phe Tống thì chỉ có 4 thành viên thôi. Và lần lượt top 10 đó là HN Sống Về Đêm, top 2 là Tiger Bạc, top 3 đó là Duy Thanh, top 4 đó là Super Ship, top 5 đó là Hải Rồng. Hải Rồng vừa đọc quá nhảy lên top 5, top 3 rồi. Và đó là anh mày quận 7, Atlan 99 và Úc và Cá Mập và Hunter Yến Thanh. Là có vẻ như là đa số là những ạc đường môn. Và có thêm một hai ạc của ông Cái Bang thì phải, đúng rồi. Hải Rồng và anh mày quận 7 chắc chắn là Cái Bang rồi. Hai Ban Hội đang đánh cái lối khá là thủ thôi. Mai Giáo đại khá là cao. Hiện tại Ban Hội Hồng Hưng đang cố gắng thủ ngay gốc cây số 1, ngay gần danh trại bên mình. Liệu họ có đại lên hay không? Liệu Hồng Hưng có đại lên hay không đây anh em? Những đòn đam được định ra thì chỉ dụ đối phương vào thôi.
và những ông cái bang với lại ông thiếu lâm đao thì đẹp chặt mặc định ra khá là nhiều luôn. Wow, như sao đội hình bên Hồng Hưng di chuyển khá là lẻ nhỉ, có vẻ khá là lẻ. Dưới này là bên trên nữa à, dưới này là mà giáo rồi. Ôi dầm bom rồi, sao lại di chuyển lên khúc này. Wow, mà giáo như anh có vẻ cái pha này ăn rất là nhiều bom luôn. Mà giáo cái pha này ăn rất là nhiều bom. Hai bên đều chơi một cái chiến thuật là đặt bẫy và dụ vào thôi. Rồi Hồng Hưng lại áp sát xuống cái góc cái bách 3 giờ phía dưới này chơi sát dắt rồi. Mà giáo lại đứng chính giữa khá là thoáng. Ôi Hồng Hưng chỉ còn vài thôi anh em ơi. Quá đẹp, mà giáo cái tour này cũng quá thành công, quá đẹp rồi. Bên Hồng Hưng thì chơi cái chiến thuật đặt bẫy dụ địch vào nhưng mà cũng không thành công. Sau 2-3 lần thì ma giáo đợi lên cũng không bị chết bao nhiêu ẹt cả. Sống sót khá là nhiều. Anh ta lại rút về không đợi nữa. Có vẻ như ma giáo cũng vậy, chơi một cái chiến thuật là khá là tấn công và rút về khá là nhanh. Ai da, lại rút về cái góc đá của mình thử thôi. Cái kiểu này dạng như là kiểu ma giáo đánh theo cái kiểu hồi mã thương á anh em. Đánh đặt bẫy rồi dụ đối phương vào thôi. Còng tí rồi rút về dụ đối phương vào thôi. Sau 2 tuần vừa rồi thì bên ma giáo đã đạt 55k điểm. Và phía bên Hồng Hưng chỉ mới cái 47k thôi. Thua 8k điểm rồi. Khá đáng tiếc. 2 tuần thôi, chỉ 2 tuần thôi mà ma giáo đã gỡ lại hơn Hồng Hưng 7k điểm rồi, sắp xỉ gần 8k điểm rồi, khá thành công, quá đẹp. Đại bên ma giáo lại đứng thủ ngay góc cây số 1 của phía bên phía kim. Liệu bên Hồng Hưng có tấn công hay không hay là lại chiến thuật thủ đây. Sau 2-3 tuần thủ vừa rồi nhưng mà ma giáo đẩy lên thì khá thành công. Và bên ma giáo đã hơn khoảng 8k điểm rồi, quá đẹp. Trận này khá hay à ngang. Quá hay mà, hay gì mà giáo quá hay luôn anh em ơi. Mình nghĩ bây giờ bên Hồng Hưng thì ít va chạm lại và đánh cái lối đánh di chuyển hợp lý vào một tí. Hiện tại mình thấy khá là nhiều anh em di chuyển lung tung, bên này cũng khá là nhiều. Những hạt đường môn bom này khá là dễ bị chết, tại vì di chuyển lẻ quá. Đi dính vào đội hình chính một tí thì ok thôi. Điểm số thì như anh em đã thấy thì hiện tại ban ma giáo đang gắt khoảng 8k điểm rồi. Bên Hồng Hưng đường bom bom quá nhiều. Có vẻ là thành thừa rồi anh em ơi, quá nhiều, mình thấy quá nhiều. Còn bên ma giáo thì đường bông bom thì mình chỉ thấy khoảng 5 mạc thôi. Chính xác luôn. Ây chà, ma giáo lại cố gắng công. Tấn công rồi. Mà giáo lại tấn công tương tiếp theo. Hồng Hưng lại rút về cái cây số 1, đứng sau gốc cây, liệu có đam được hay không. Những con đam mặc định ra thiên ngoại lưu tinh, phi long tại thiên, hiền âm chạm ra quá là nhiều. Nhưng mà lại ạc của phe bên Hồng Hưng thì chết cũng khá lẻ tẻ luôn anh em. Có vẻ mình thấy di chuyển quá lẻ tẻ và di chuyển không được đều. Cái đội hình thì chạy lung tung lang thang cả. Kiểu này ma giáo lại ăn cái tool này nữa rồi. Ma giáo lại áp lên cái ngôi mộ phía trên rồi. Chúng ta có thể thấy ma giáo di chuyển một cách khá là đẹp và khá là hợp lý. Anh ta chỉ đặt những quả bom và di chuyển lên cái ngôi mộ đam bên phía bên Hồng Hưng lại cố gắng rút về cái cây số 1 rồi. Không dám tấn công lên. Hy vọng rằng sau 1-2 tour nữa Hồng Hưng sẽ cố gắng hơn anh em.
hai ba tuần rồi Hồng Hưng di chuyển khá là chậm. Hà Mai Giáo là rút về, quá đẹp. Anh ta chơi cái chiều dạng vừa tấn công vừa thủ. À, lại rút về nữa rồi. À, ngay chỗ cái này anh em thấy không? Khu vực này á nó rất là nhiều lính. Nó rất là nhiều lính cầm thương, cầm đao, tùm lum tài le này. Nên là phía bên Mai Giáo đang cố gắng rút về để kéo thêm những đồng minh cho ban hội mình. Nên là bên Hồng Hưng cũng chả dám tấn công chi cả. Bên Hồng Hưng thì cố gắng chỉ thủ ngay cây thứ nhất thôi. Đội hình thì đứng khá là rộng nên là nhiều khi là không hưởng hết được những cái đòn bút của Thiếu Lâm hoặc là Nga Mi á. Nên là đội hình có vẻ nó khá là yếu. Sau tuần vừa rồi thì mình thấy bên Mai Giáo đã đạt con số 64k điểm. Bên Kim thì 56k. Wow. Vẫn chênh lệch nhau khoảng gần 8k điểm. Hơn 8k điểm rồi. Liệu trận này Mai Giáo có ăn hay không? Lúc đầu thì mình thấy có vẻ bên Hồng Hưng đánh khá là tốt, mới vô đã ăn khoảng 4k điểm rồi. Nhưng mà giờ lại bị thua 8k điểm rồi. Để mình xem thử hiện tại ông Hưng đang làm gì đây. Mai Giáo thì vẫn cố thủ chỗ mình thôi. Hồng Hưng chỉ có vài đang đặt bom trên khu vực trên này. Điểm số thì 64k và 57k. Vẫn là trên lệch khoảng 7-8k thôi. Bên Hồng Hưng thì lại rút về ngay khu vực nguyên sói rồi. Liệu Hồng Hưng đang xài cái chiến thuật gì đây? Hồng Hưng đang xài chiến thuật gì đây? Đang thu điểm nhưng mà lại rút về danh chạy rồi. Kèo này là khoảng 1k kim ngân bảo nha anh em. 1k kim ngân bảo thì tính thì khoảng không tới 60 đâu. Làm gì tới 60 được. Chào Minh Đinh, hello anh em nha. Hello Tú Phạm, hello Vũ Trường Phát. Hello mọi người, hello anh em đang xem livestream nha. Anh em đang xem thì đừng quên để lại cho ZVN một like và một chia sẻ ủng hộ hai ban hội nha anh em. Cũng như ủng hộ hai ban hội Hồng Hưng và ban hội Ma Giáo của trận thiên tử hôm nay nha mọi người. Bên Hồng Hưng thì di chuyển khá là rời rạc anh em ơi. Mình thấy xe chạy lung tung lang tang cả. Hiện tại thì Ado chỉ chốt là khoảng 1k kim ngân bảo. Nhưng mà theo tình hình mình nắm bắt thì ở ngoài có rất là nhiều kèo đấu đá của các ban hội và các anh em chiến hữu nữa. Mọi người có thể anh em ở ngoài đó mình thấy đấu khá là nhiều. Nhưng mà lên trên này thì chuẩn thì khoảng 1k kim ngân bảo. Nhưng mà kèo ngồi cũng khá là nhiều anh em. Kèo ngồi nghi nhiều, khoảng nhiều lắm. Tại vì mỗi anh em có khi bắt kèo còn cả trăm kim ngân bảo rồi. Mấy k vạn cũng có. Chúng là đủ luôn. Bên Ma Giáo thì nãy giờ họ vẫn xài chiến thuật thủ thôi. Tại vì đã gác khoảng 7k điểm rồi. 67 và 60k, 67k và 60k. Vẫn nghiêng về phần thánh về bên ban hội Ma Giáo. Ma Giáo đang ăn nên là không nôn gì tấn công cả. À, đang cố gắng dụ bom rồi, ăn bom rồi. Không hơn ăn bạc chết vì bom rồi. Mình thấy như là chết khoảng 5-6 bạc rồi. Mà Giáo có vẻ như là rút về danh trại rồi anh em ơi. Đây rồi. Vừa rút về danh trại giờ là chạy lên rồi. Cái góc ngay cái ngồi sau cái cục đá này thì ban hội Mai Giáo tập trung. Cái chiến thuật thì chắc là chủ điểm là tại cục đá này rồi. Mình thấy nãy giờ Mai Giáo chỉ tập trung ngay cục đá này quá là nhiều luôn. Không thèm di chuyển đâu cả, chỉ tập trung ngay góc này và đặt bom ngay cái cổng, ngay cái vách tường thôi.
Hiện tại server Thành Đô là một server mới ra mắt thôi anh em. Chỉ làm khoảng gần 3 tháng thôi. Nhưng mà rất là nhiều anh em từ server Lâm An qua. Có vẻ như là những anh em bên Lâm An có vẻ muốn qua bên này làm một cái nhà mới cho anh em sinh sống thì phải. Hiện tại bên Hồng Hưng thì đa số là những thành viên bên server Lâm An cũ đã di chuyển qua bên Thành Đô này quá là nhiều luôn. Mình thì cũng là một thành viên ở server này và cũng là ban hội Hồng Hưng luôn. Và bên Lâm An thì qua bên Hồng Hưng quá là nhiều, khá nhiều luôn. Tạo lại một cái server rất là ok. Tuần này Hồng Hưng lại có vẻ lại bị yếu thớ hơn nữa rồi anh em. Chỉ sau vài 2-3 pha giao tranh thì Hồng Hưng lại chỉ còn vài thôi. Kèo này thì chỉ mới một kim ngân bảo nha anh em. Nhưng mà ở ngoài anh em chơi chơi riêng với nhau chắc cũng khoảng hơn 1k nữa đấy, không biết đâu. Mà giáo lại rút về cái sâu cái cục đá của phe bên mình rồi. Để mình di chuyển qua bên Hồng Hưng thử anh em. Hồng Hưng đang thua một con số điểm cũng khá là nhiều. Đó là 8k điểm rồi. Nhưng mà anh em vẫn chơi cái chiến thuật là thủ thôi. Liệu tình hình như thế này thì mình nghĩ nếu mà cái tình hình thủ như thế này là chắc chắn Hồng Hưng sẽ không gỡ được điểm rồi. Hoặc là sói sẽ di chuyển tấn công bằng một cái cách khác thì may ra. Lại giao tranh ngay cái góc cây số 2 rồi. Bình Mai Giáo cố quay về thủ, cố cho phe Hồng Hưng đặt dầm những quả bom của mình. Cái chiến thuật này thì quá thành công rồi. Liệu bên Hồng Hưng có bắt được cái tình hình này không? Mình sẽ quay lại một cái liên khúc Võ Lâm cho anh em nghe. Hiện tại mạng nó bị lag quá anh em ơi. Mạng mình bị hơi bị lỗi tí rồi. Rồi ok. Nhắn giờ nó mới có nhạc rồi. Ok anh em. Và liệu tình hình như thế này thì Hồng Hưng có đánh một cái chiến thuật nào mới hay không? Tại vì mình thấy bên Hồng Hưng thì thua điểm rồi. Mà giờ mà bay ra mà ăn sói nữa thì mới ra cũng gỡ gạt được một tí nào điểm đó. Hiện tại ban Hồng Hưng cũng đang cố gắng di chuyển qua bên sói. Nhưng mà chắc chắn nãy giờ là cố gắng nhưng mà chưa được thì phải. Di chuyển thì cũng khá lẻ. Bên Ma Giáo thì những anh em có cái nét phòng thủ khá là căng. Nên là bên Hồng Hưng không thể di chuyển qua luôn. Hiện tại chắc chắn rằng là Ma Giáo đã rút về thủ sói rồi. Đâu rồi, đi đâu hết rồi? Ây da. Đi ngay giữa bản đồ không thấy luôn. Anh em trốn đâu hết rồi? Lẽ đẩy vào danh trại rồi à? Đúng rồi. Vào danh trại sao có vẹt thế này? Đây rồi. Đang đánh ngay cái cổng 9 giờ.
cổng trung tâm của bên phía Kim rồi. Mẹ giáo chơi khá là mạnh mẽ, đẩy thẳng vào bên nghiêng xối, nhưng mà sao chỉ còn cái vạt thôi. Hình như đã bị chết và đã rút về rồi, chỉ còn vạt thôi. Đây, chỉ còn vạt đứng bên ngoài. Mình chạy về xem mẹ giáo sẽ tập trung lại như thế nào đây. Cái tuần vừa rồi mình tìm không thấy, thì hình như đúng chính xác là bà ma giáo đã đẩy thẳng vào cái trung tâm của nghiêng xối, nhưng mà họ đã bị chết và chỉ còn vạt thôi. Cái cục đá này thì anh em tập trung, sói cho tập trung khá là nhanh. Bây giờ hiện tại ban hội ma giáo đang tập trung ngay giữa chiến hòn xà lâm. Liệu Hồng Hưng có lên hay không? Điểm số khá là cao. Bình Tống 95k và Phi Kim 72k. Một con số không thể tin được. Trên là khoảng 23k điểm rồi, nghiêng về ban hội ma giáo rồi. Nếu mà tình hình như thế này là chắc chắn Hồng Hưng sẽ khó mà gỡ gạt được cái số điểm 23k. Nếu mà như thế này là nếu mà chỉ có con đường mà gỡ gạt điểm thì ban hội Hồng Hưng hãy chơi một cái chiến thuật hoặc là một cái lối đánh nào khác. Di chuyển thẳng vào nghiêng xối, anh cho mình một cái điểm nghiêng xối thì điểm số nó sẽ lên khá là nhanh luôn. Hai bạn hồi vẫn giao tranh tại cái gốc cây số 3. Hồng Hưng lại có vẻ đã bị chết quá là nhanh. Nhưng mà ba giáo lại không đợi. Mẹ giáo cố gắng cố tình dụ vào bom thì phải. Đã diệt đi khoảng 1/4 đội hình bên Hồng Hưng, nhưng mà ma giáo không tấn công. Rút về cho anh những quả bom, nhưng mà bên Hồng Hưng lại không lên. Chắc biết rằng là ma giáo đặt những quả bom quá là nhiều rồi. Điểm số hiện tại là 101k và 77k. Một con số trên lệch khoảng 24k điểm. Nghiêng về ban hội Hồng nhầm anh em, nghiêng về ban hội ma giáo rồi. Ma giáo càng ngày càng tăng điểm, càng ngày càng tăng điểm. Nếu mà cái tình hình này thì có lẽ nếu không ăn được nghiêng sói thì theo mình, nếu mà mình là sói về kim thì mình chắc chắn mình sẽ cố gắng giết máu sói phe tống thôi để gỡ lại điểm, cho hiện tại rất là thua. Phải cố gắng đánh sói bên phe tống thôi, cho hiện tại cứ thủ này như thế này thì không ăn thua rồi. Nếu mà cứ thủ như thế này thì không ăn thua rồi. Bên ma giáo đang ăn con số điểm 24k rồi mà chắc chắn họ sẽ không công rồi. Giờ mình phải công thì bay ra. Bên phe Hồng Hưng là đang thua nhưng mà vẫn thủ. Liệu tình hình như thế này còn 25 phút nữa thôi, Hồng Hưng có gỡ được số điểm hay không? 25k điểm rồi, thua 25k điểm rồi. Bên Hồng Hưng là đường môn bom quá là nhiều. Đâm ra là bên Hồng Hưng đang chơi cái chiến thuật là đa số đặt bom thôi, nên là những ạch tay đánh từ xa nó rất là ít. Bên Hồng Hưng mình thấy đường môn bom khá là nhiều luôn. Hiện tại phải khoảng 15 mạc đường môn bom rồi. Anh em thấy không? Bom quá là nhiều. Nhưng mà ma giáo đâu có dạy gì mà đâm vào cái cửa chính bằng bom anh em. Ma giáo đánh cũng quá tốt. Họ không dạy gì mà đâm đầu vào cửa chính cả. Họ đang ăn khoảng 25k điểm rồi mà. Nếu mà cứ như thế này Hồng Hưng không tấn công thì chắc chắn điểm số sẽ càng ngày càng thua thôi. Hoặc là di chuyển một cái lối nào đó, đâm thẳng vào sói bên phe tống, cố gắng ăn những cái điểm máu bên phe tống thì may ra điểm số nó lại gỡ gạt thêm một tí, chứ nếu như thế này thì không ổn rồi. Mình đang thua mà mình lại cố thủ thì chắc chắn mình sẽ không ăn điểm nữa rồi. Ngay cộng tính thì bên Hồng Hưng đặt bom rất là nhiều. Bên ma giáo không vào, ma giáo chỉ đam những cái đoàn đam mặc định vào thôi.
Trận này chắc chắn Hồng Hưng khó rồi, khó xử rồi, khó sống rồi. Bên Hồng Hưng đang di chuyển rất là rời rạc luôn. Ngay danh chạy mà mình thấy tập trung di chuyển lung tung lăng tan luôn. Chắc chắn như nếu mà di chuyển như thế này thì những ạc lẻ thì chắc chắn sẽ bị chết. Vậy bị chết thì sẽ bị thua điểm thôi. Quá là nhiều ạc lẻ đứng xung quanh, quá là rời rạc. Mẹ giáo đi đâu rồi? Mình sẽ quay về trung tâm của mẹ giáo một tí. Cái tình thế mẹ giáo đang rất là áp đảo. Bạn hội mẹ giáo đã cố gắng hoàn toàn đẩy quá là nhiều về khu vực phe kim rồi. Họ đặt những quả bom cố gắng thủ cho mình. Điểm số đang ăn rồi nên là họ không dạy gì mà tấn công chưa cho nhiều. Họ chỉ hiện tại nếu bây giờ họ thủ thì họ cũng có phần thắng về họ rồi. Bạn mà giáo là đẩy lên cái cánh trên rồi. Giao tranh tại khu vực này. Giao tranh tại khu vực đầu hẻm bên trên rồi. Liệu cái tuần này thì bạn hội nào sẽ giành phần thắng ở tuần này đây? Hồng Hưng lại cố gắng rút về. Liệu mẹ giáo có lên không? Mẹ giáo không lên. Khá là khôn ngoan. Điểm số sau cái tuần vừa rồi thì mình thấy bên mẹ giáo 106k và bên Hồng Hưng 82k. Vẫn đang nhanh lệch khoảng 24k điểm. Nghiêng về bạn hội mẹ giáo. Mẹ giáo họ vẫn đánh cái chứng thật là vừa công vừa thủ. Điểm số đang ăn nên là không có dạy mà công cả. Mẹ giáo đang cố gắng đặt những cái loạn hồn kết ra, cố gắng thủ tại vị trí trung tâm của mình, đội hình của mình. Đội hình lại buông ngay gốc cây số 1. Đặt bom xong lại lui về rồi. Chết mua quạt lại quá hả? Vãi. Chào Trần Văn Toàn, chào Gỗ Gia Lai, hello anh em nha. Cứ tham gia đi thì sẽ có người duyệt mà. Ban Hồng Hưng thì từ cuối trận đến bây giờ thì di chuyển đội hình quá là rời rạc. Mình thấy thì quá là rời rạc luôn anh em. Chỉ lẻ tẻ vài tay di chuyển rời rạc ra rồi lại bị chết. Bên mai giáo thì họ di chuyển một lối di chuyển khá là đẹp mắt. Đội hình đi đến đâu thì xe đi đến đó. Anh em đi đến đó quá là di chuyển quá là nhanh. Mẹ giáo lại lui về cái mỏ đa, cái ngôi mộ bên trên rồi. Ngôi mộ bên trên. Họ đang cố gắng dụ đối phương vào những cái quả bom. Những cái đoàn thiên ngoại lưu tinh thả ra những cái đam như thế này thì công nhận quá là mạnh luôn. Chỉ ở sâu và đam mặc định lên, mình thấy quá là mạnh. Chỉ thả còn có vài ba cục thôi thì bên Hồng Hưng lại bị nằm xuống hoàn toàn rồi. Còn vài thôi. Nếu mà cái kiểu đánh như thế này thì chắc chắn Hồng Hưng khó mà win được cái trận đấu này. Rất là khó luôn. Lại giao tranh tại cái ngôi mộ rồi. Anh em đang xem cái trận livestream này thì đừng quên đỡ lại một like và một chia sẻ ủng hộ hai bạn hội Ma Giáo và Hồng Hưng nha anh em. Đây là Tèo Lão Tam, trưởng lão của bạn hội Hồng Hưng. Đi một cái set âm ba.
cái nỏ 20, sát thương 15. Lần này có vẻ Hồng Hân đang cố gắng di chuyển qua danh dạy phe tống, nhưng mà có vẻ như là đang khó đây. Một sẽ đăng bang 2, một nhẫn 30, một nhẫn 27, gặp bội 30, vài món phòng thủ vật lý thôi. Nếu mà cái lối đánh như thế này thì Hồng Hưng khó mà gỡ được cái số điểm 24k điểm. Mong rằng sói sẽ, nếu có xem được cái livestream này thì nên thay thế một cái lối đánh và cái chiến thuật khác thì may ra anh em. Họ vẫn giao tranh. Hai bên đứng ngay cái góc đá này, và một trên một dưới và đam thôi. Bên Hương lại bị bánh mì kẹp thiệt rồi. Bên bị tay trái và bên tay phải kẹp thiệt rồi. Bên mà giáo di chuyển khá là khôn ngoan. Họ di chuyển xây trái và xây phải liên tục. Sau cartoon vừa rồi thì ban Hồng Hưng chỉ lên 92k điểm. Và ban Ma Giáo đã đạt con số 126k điểm. Con số quá là nhiều. 126, 120, 120, sorry, 520. Trên lệch nhau 18k điểm. Thế là Hồng Hưng đã gỡ gạt được khoảng 4k điểm rồi. À sorry anh em, thua chứ, thua thêm 4k nữa thành 28 chứ. Sorry anh em, 120 với 92 mà thua 28k điểm rồi, vẫn thua, không gỡ được một số điểm nào cả. Họ vẫn thua điểm anh em ơi, sorry anh em. Đúng rồi, di chuyển hoàn toàn vào đánh sói may ra thì may ra cũng gỡ được khoảng 5 đến 10k điểm. Không nên giao tranh tại vì mình đang thua đó, thấy chưa. Nếu mà cố gắng đâm sói thôi thì sẽ cũng có được một ít điểm rồi. Họ đang cố gắng di chuyển đam vào sói của phe tống. Liệu cái pha này có gỡ được điểm nào hay không? Mà giáo tập trung ra cũng chết, tập trung rất nhanh. Mình sẽ quay về khu vực Hồng Hưng. Chắc chắn là anh em cũng đang tập trung tại cái khu vực phe kim của mình thôi. Đây, nhiều bạn đang có quán địch bom. Tập trung lại, Hồng Hưng nên tập trung di chuyển một lúc luôn thì mày ra. Anh em hãy tập trung lại và di chuyển theo một ạc thôi. Họ đang cố gắng đánh úp Mà Giáo từ cái vách đá sau lưng này, cái vách đá ngay cái cánh 3 giờ này. Không biết cái gỡ được hay không. Hiện tại bên Hồng Hưng và bên Ma Giáo thì khoảng một tuần trước thì có ban hội Lương Sơn đã giải tán, và 50-50 tham gia vào ban hội Hồng Hưng và 50-50 tham gia vào ban hội Ma Giáo. Ban hội Lương Sơn là một ban hội được thành lập từ đầu, đó là ban hội Bách Tống. Nhưng mà sau một thời gian thì ban hội Bách Tống đã không đưa anh em đi lên và tạo thêm một ban hội Lương Sơn, được gộp từ hai ban hội. Nhưng mà sau này ban hội Lương Sơn vẫn không thành công, nên là Lương Sơn đã giải tán hoàn toàn. Nên là hiện tại ban hội Lương Sơn, bên ban hội Ma Giáo và ban hội Hồng Hưng thì vừa có 50 anh em Lương Sơn và có 50 anh em
ở mỗi bên đó là hiện tại bây giờ hiện tại anh em gọi là cùng một nhà mà đá nhau luôn á. Lúc trước thì mình ở Lương Sơn, nhưng mà hiện tại bây giờ mình đã về Hồng Hưng rồi, nên bây giờ chắc chắn rằng Ma Giáo và Hồng Hưng đang đánh thì chắc chắn hai anh em, những anh em Lương Sơn cũ vẫn đang đánh nhau và so tài với nhau bước ca. Hồng Hưng giỏi đồ sát rồi á. Wow, cái điểm số thì quá là nhiều rồi. Bên Ma Giáo một con số quá là nhiều, 135k, và phe Hồng Hưng 104k, một con số hoàn toàn lên 31k điểm rồi. Sau hai tuần cố gắng tấn công vào sói phe Tống nhưng mà không thành công, mà đã bị tụt thêm điểm, thua 31k điểm rồi. 31k điểm rồi. Tuần này có vẻ Hồng Hưng đang cố gắng đẩy vào danh trại nữa, bởi vì đang thua số điểm cũng nhiều nên là cố gắng đánh danh trại nhiều hơn. Nếu mà đánh được sói á, nếu mà anh em tập trung đánh được sói nhiều hơn thì điểm số sẽ lên rất là nhanh. Tại vì trận đấu Thiên Tử là trận đấu đánh nghiêng sói á, nên là cố gắng đam được nghiêng sói thì anh em sẽ được số điểm rất là nhiều. Sau 2 tuần thì nghiêng sói phía Tống chỉ còn khoảng 2/3 máu thôi. Ngày My đang cố gắng boost. Sau 2 tuần rồi thì sói chỉ còn khoảng 2/3 máu thôi. Hiện tại bên Hồng Hưng đang cố gắng đam sói, đang cố gắng đam sói cho mình. Nếu mà đam khoảng 4 tuần, giờ chúng ta còn 12 phút, mà khoảng 4 tuần nữa là mày ra sói chết đấy. Giờ thua điểm rồi, bây giờ chỉ đánh sói thôi. Nếu mà sói chết thì sẽ thắng thôi. Thua điểm rồi thì mình chỉ đánh sói thôi em. Gỡ điểm không nổi nữa rồi, kiểu này không gỡ điểm nổi nữa, cứ cố gắng đam sói thôi. Nhưng mà bên Ma Giáo đang biết cái chiến thuật này và họ đang cố gắng rút về thủ nghiêng sói rất là nhiều. Những ngày cao đường môn bom đặt xung quanh cổng cũng đang di chuyển lần lần ra. Cái cộng bên 3 giờ này thì bên cộng 9 giờ này thì hiện tại bây giờ nãy giờ Ma Giáo tập trung đang thủ, nên là bên Hồng Hưng đã rút về đánh cộng khác rồi. Đỡ xem thử Hồng Hưng sẽ cái lối đánh sẽ di chuyển đi cộng nào đây. Hồng Hưng đang đang gom binh, đang gom quân tại khu vực cộng 9. Điểm số đang chênh lệch nhau 37k điểm rồi. Điểm số thì không ăn thua nữa rồi. Giờ hiện tại nếu mà Hồng Hưng sau vài tuần nếu mà đam thành công, giết được sói thì sẽ win thôi. Chỉ còn một đường duy nhất là đường đó thôi. Bên Ma Giáo thì họ đang cố gắng ôm sói 100% rồi. Điểm số đang quá là cao. Trận đấu chúng ta chỉ còn 9 phút. Và đây là top 10 cao thủ Thiên Tử hôm nay. Top 1 đó là HN Sống Về Đêm. Top 2 đó là Hải Rồng. Và top 3 là Cậu Nghĩa. Và tiếp tục đó là Úc, Duy Thanh, Tiger Bạc, Cá Mập, Hunter Yến Thanh, Tuấn Chọc, Phan Gia Hân. Trên bảng xếp hạng thì mỗi bên bên Tống thì có 6 thành viên, bên Kim là có 4 thành viên đang đứng trên tốt. Ngay cộng chính phe Tống bây giờ đang rất là rôm rã. Giao tranh khá là mạnh luôn.
Anh em đang cố gắng dụ dụ phe địch ra nhưng mà phe địch không có ra. Sói bên phe nguyên sói bên phe tấm chỉ còn 60% thôi anh em. Nếu mà họ tấn công thành công vài tuần nữa thì có vẻ có thể là đảo ngược tình thế. Nếu mà sói phe tấm chết thì chắc chắn rằng phe kim sẽ chiến thắng rồi. Điểm số không quan trọng nữa rồi. Họ đang cố gắng đánh cái lối chiến thuật cuối cùng đưa ra, đó là phải giết được nguyên sói thôi. Nguyên sói bên phe tấm chỉ còn khoảng 60 hoặc 65% máu thôi. Bên này là ma giáo đang cho vài ạc đang đặt bom và làm spy. Họ đang cố gắng thủ những giây phút cuối cùng cho mình. Hồng Hưng lại đánh qua cái cổng bên 9 giờ rồi. Họ đang cố gắng dùng những cái sơ hở của phe tống và di chuyển vào nguyên sói. Nhưng mà bên phía tống họ thủ rất là kỹ càng, khó mà có thể vào được nguyên sói. Thức con lai mà bà già kêu đó kêu cá độ đá banh hả vãi. Bạn hỏi ma giáo đang cố gắng thủ những giây phút cuối cùng cho mình. Hồng Hưng đang cố gắng di chuyển vào cái cánh 3 giờ. Cố gắng đâm số nhưng mà liệu như thế nào đây? Số chỉ còn khoảng 55% thôi. Trận đấu chỉ còn 5 phút. Sói còn 55%. Tình hình như thế này thì Hồng Hưng khó mà đam chết được sói rồi. Tình hình rất là gắt gao. Họ đang cố gắng dụ phe địch di chuyển ra ngoài khu vực nguyên sói. Nhưng mà bên ma giáo không có di chuyển. Họ đang cố gắng thủ tại nguyên sói rất là đông. Không một ạc nào di chuyển ra luôn. Bên Hồng Hưng đang ùa ào vào quá là đông. Liệu tụi này có ăn được, có đam được sói hay không đây? Sau cái trận công thành chiến của tuần trước, thứ sáu tuần trước thì bạn Hồng Hưng di chuyển rất là ok và ăn cho mình được 4 thành. Sau nhiều pha đẩy ban hội ma giáo ra lông trụ thì Hồng Hưng rất là mạnh mẽ. Nhưng mà hôm nay thiên tử thì có vẻ Hồng Hưng chắc chắn rằng là Hồng Hưng tiễn những account đi nó không hợp lý, nên là có vẻ là đã bị thất bại. Xem tình hình như thế này chắc chắn là Hồng Hưng sẽ khó mà ăn trong cái tình thế này rồi. Còn nếu về cái đoạn mà công thành chiến của tuần trước, thứ sáu tuần trước thì Hồng Hưng di chuyển rất là ok, ban hồi di chuyển rất là ok, đi đến đâu thì ma giáo lại chết đến đó thôi. Nhưng mà hôm nay thiên tử lại có vẻ hơi bị yếu día rồi. Hôm nay thiên tử Hồng Hưng có vẻ như bị yếu thớ hơn một tí thì phải. Không biết là do cái tình hình hay là do như thế nào, nhưng mà theo mình nghĩ chắc chắn là bên Hồng Hưng lựa chọn những ạc tay không hợp lý thì phải. Nên là cái lực mà những ạc đam xa rất là ít, đường bom bom quá là nhiều. Nên là những cái pha công như thế này thì cái lực đường bom bom thì chả làm ăn gì được cả, rất là khó khăn. Họ đang cố gắng đánh vào cái cổng chính nhưng mà ma giáo không có di chuyển đi đâu cả. Họ đang di chuyển lên vách cổng chính phía trên, sát vách rồi, đang giao tranh tại cổng chính. Rất khó cho mà Hồng Hưng, rất khó cho Hồng Hưng. Rất là đáng tiếc Hồng Hưng rồi. Trận đấu chỉ còn khoảng 3 phút thôi.
Trận đấu chỉ còn 3 phút thôi. Bây giờ thì hoàn toàn Ma Giáo chỉ ôm Đại Nguyên Soái và thủ thôi. Hồng Hưng đang cố gắng đánh những cái tung cuối cùng cho mình. Họ chỉ còn 2 phút thôi. Nguyên Soái còn 60%. Nguyên Soái phía tống còn 60%. Giao tranh, càng giao tranh thì Hồng Hưng lại càng chết. Càng giao tranh như thế này Hồng Hưng lại càng chết. Để mình xem thử điểm số như thế nào rồi. Nó sẽ lên con số như thế nào đây. Ma Giáo hơn 100 bạc Tây hả? Wow, quá là khủng, rất là khủng khiếp. Tại vì trong thiên tử chỉ tham gia được khoảng 60 thôi, 60-65 thôi. Nếu mà hai bên vừa đều hết thì ok. Còn tình hình thì mình thấy là hình như là một bên 69 này, một bên 67 thì tầm đó thôi. Bên Ma Giáo đang cố gắng đặt những quả bom thủ cái cổng 9 giờ. Hồng Hưng đang vào. Hồng Hưng đang vào, liệu có qua được những quả bom hay không? Bom rất là nhiều. Đoạn này vừa đặt bom rất là nhiều. Giờ hiện tại Hồng Hưng đang cố gắng đam Nguyên Soái, nhưng mà 2-3 tuần không thành công rồi. Trận đấu chỉ còn 1 phút thôi, chắc chắn là Hồng Hưng sẽ thua rồi. Liệu 1 phút cuối cùng có làm ăn được hay không? Chỉ còn khoảng mấy chục giây nữa thôi. Bên Hồng Hưng di chuyển thì mình thấy rất là rời rạc luôn, rất là lẻ tẻ. Rồi, trận đấu thiên tử hôm nay đã chấm dứt tại đây. Và phần thắng chắc chắn rằng là thuộc về ban hội Ma Giáo rồi anh em. Theo một cái điểm số thì để mình xem, thủ Nguyên Soái cũng thành công. Và điểm số thì điểm số bên phe Ma Giáo 194k điểm, và bên Hồng Hưng 131k điểm. Wow, mình xem một con số chênh lệch 63k điểm. Tại vì là cố gắng đánh Nguyên Soái đỡ giành phần thắng nhưng mà không thành công, nên là ban hội Hồng Hưng lại chắc chắn rằng là bị bất điểm cho Ma Giáo rồi. Một con số chênh lệch khá là cao, quá là cao luôn, không phải là khá nữa, 63.000 điểm. Ok, thế là ban hội Hồng Hưng khá là đáng tiếc anh em. Hôm nay anh em cảm giác anh em đánh khá là rời rạc, không được trọn vẹn cho lắm. Những cái trận đấu công thành chiến của tuần trước, sorry anh em, trận đấu công thành chiến tuần trước chứ, tại vì trận đấu công thành chiến tuần trước chỉ mới xảy ra một lần thôi, nên là chỉ trận đấu công thành chiến tuần trước. Hồng Hưng đi đến đâu là dẹp loạn Ma Giáo đến đó, đi đến đâu dẹp loạn Ma Giáo đến đó. Mà hôm nay thì thiên tử có vẻ như là sắp xếp những ạc tay không được hợp lý cho lắm thì phải, nên là đã bị thua trong trận đấu này rồi. Mong rằng Hồng Hưng trận đấu thiên tử sau sẽ cố gắng tuyển những cái account và lực của mình cho nó bài bản hơn một tí, nên là cũng mong là vậy thôi. Chứ còn Hồng Hưng hôm nay mình thấy đánh quá rời rạc luôn, không được tập trung theo xe cho lắm, nên là việc thua thì anh em cũng chấp nhận thôi, coi như là một cái trận đấu giao lưu thôi. Ok anh em, và cũng xin chúc mừng ban hội Ma Giáo đã chiến thắng một phần thưởng, đó là 1k Kiêu Nhân Bảo, cũng không còn gì hơn. Chúc hai ban hội một ngày mới thật là vui vẻ. Cuối chung là Hồng Hưng thua mà Nguyễn Khang. Chắc chắn là Hồng Hưng thua rồi, không có win. Bên Ma Giáo win rồi. Ma Giáo ăn điểm và thủ cũng thành công là Ma Giáo ăn rồi. Ok anh em, nói chung là trận thiên tử hôm nay thì cũng không còn gì nữa. Và mình xin tạm dừng trận đấu livestream tại đây. Mong rằng những trận đấu livestream công thành chiến sau và thiên tử sau, hoặc là những trận sandbox vào lúc buổi tối, thì mong rằng anh em sẽ dành một chút ít thời gian lên xem livestream cho vui. Và đừng quên để lại một like, chia sẻ, ủng hộ hai ban hội nha anh em. Mình chơi ạc cùi bắp thôi, cũng không có tốt gì hết. Mình chỉ một ạc thiếu lâm đao mới 123 cấp thôi.
chung là mình chơi cho vui nên là cũng mình không có tốt gì lắm, còn không có khủng gì lắm. Ok anh em, và trận đấu hôm nay sẽ dừng rồi, mình sẽ tạm dừng cái livestream tại đây, tại vì hôm nay mình cũng hơi mệt một tí á, nên là mình cũng không có hát hò giao lưu gì với anh em được. Mong rằng những trận đấu sau thì mình sẽ rảnh một ít thời gian, mình sẽ hát giao lưu vài bài cho anh em nghe. Và mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Bye bye mọi người nha anh em. Bye bye anh em. Hôm nay mình làm cái quán nên là mình rất là mệt. Ok, bye bye mọi người. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha. Anh đang tới Phú Hồ à? Chào anh Viết Hải Nguyễn. Tới Phú Hồ à? Giàu có quá thì vô cho anh em 1-2k vạn sinh sống được anh. Ok, bye bye mọi người.